Alo à. Alo, thầy chào tất cả học sinh ạ. Alo, alo, thầy chào em nha. Hôm nay thầy sẽ chữa đây cho các em đến trụ sở Nam Định ạ. Và chúng ta sẽ bắt đầu sau một ít phút nữa các em nha. Chào các em. Chúng ta xem live, chúng ta có thể chia sẻ về tương. Chúng ta sẽ bắt đầu sau một ít phút nữa các em nhé. Hôm nay là một đề thi sở Nam Định và nó tiền cho cái việc mà chúng ta ôn thi học kỳ cũng giống như là luyện thi đại học các em ạ. Rồi, chào các em nha. Các bạn đang xem live, các bạn có thể chào thầy một câu được không ạ? Thầy sẽ bắt đầu live sau một ít phút nữa ạ. Các bạn có thể lấy link D thầy sẽ cập nhật ở dưới comment nha. Rồi, chào em. Thầy sẽ cập nhật link D ở dưới comment em nhé. Rồi, thầy chào bạn Đào Ngọc Sang. Thầy chào bạn Lâm Dương. Rồi, chào em. Các bạn có thể chia sẻ về tương, sau đó thầy sẽ bắt đầu lái em nha. Rồi, chào bạn đi nhờ Khánh Huyền này, Công Luân này, Sĩ Ngân này. Chào em, hiện tại thầy đang lái ở trên hai fanpage nên là thầy có thể đọc comment các em ở trên hai fanpage. Các bạn lưu ý là các bạn có thể lấy link D ở dưới comment các bạn nhé. Rồi, chào em. Bây giờ thì thầy sẽ bắt đầu đi vào phần gì nhỉ? Chữa đề được chưa? Đây. Các bạn có thể lấy link đề ở dưới comment các bạn nhé. Rồi.
Rồi, đây thì thầy hay đăng ở lúc 12 giờ trưa ở trên fanpage. Các bạn có thể vào gì em nhạc fanpage của thầy để lấy đề em nhé. Rồi, còn bây giờ thì thầy sẽ bắt đầu chữa cho các em đề này. Đề này được đánh giá nó cũng tương đối dễ cho các em, nhưng mà nó lại có liên quan đến kiến thức lớp 11. Bạn nào mà gì nhỉ? Bạn nào mà học lớp 11 tốt thì đề này nó sẽ điểm cao thế. Rồi. Chào Hoài Thú nha. Rồi, thầy sẽ bắt đầu chữa em nhé. Bắt đầu chữa. Đây. Đây này thậm chí chúng ta có một số câu em đọc ra bạn em có thể biết luôn, nên các bạn có thể comment đáp án với thầy ạ. Rồi, những bạn học sinh chưa đăng ký học thầy thì các bạn có thể đăng ký lớp live hoặc là đăng ký lớp offline ở link có đính kèm dưới comment em nhé. Đấy. Đây là đề thi của Sở Nam Định lần 2 các em ạ. Lần 1 thì thầy đã lái chữa trước đó rồi, còn hôm nay thì thầy sẽ bắt đầu chữa cho các em lần 2. Đấy. Và đề thi của Sở Nam Định lần 2 thì nó cũng đề này thì thầy đánh giá nó không khó lắm. Rồi, các bạn cứ comment đáp án nhá, có bạn comment B rồi. Rồi Khánh Huyền. Rồi thầy sẽ bắt đầu luôn các em nhé, bắt đầu ạ. Tất cả các bạn muốn đăng ký khóa học tổng ôn luyện đề bao gồm là 50 đề tổng ôn và 40 đề luyện đề của thầy. Đấy, dạy trực tiếp thì thầy sẽ các bạn để lại thông tin ở dưới link ở comment, sẽ có anh chị trợ giảng là liên hệ với các em. Được chưa? Rồi, bắt đầu các em nhé. Đề này thì đơn giản thôi các em, nó dễ hơn rất nhiều so với khóa luyện đề của thầy. Nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu làm như thế nào ạ? Một gì các em nhỉ? Một gì ạ? Rồi. Hai vật trao đồng điều hòa x1 bằng 4 cos 4PT và x2 bằng 4 cos 2PT. Đấy là hai trao đồng làm sao? Quá dễ em nhỉ? Chúng ta nhìn thấy biên độ thằng này là 4 và biên độ thằng này cũng là 4. Vậy nó có cùng biên độ. Đúng chưa? Câu này chọn B nhỉ các bạn? Câu 2 chọn gì em nhỉ? Câu 2 liên quan đến kiến thức của lớp 11. Thì theo lộ trình thì ra Tết thì thầy sẽ tổng ôn 11 rồi em. Đấy, nhưng mà nếu như bạn nào quên mất rồi thì cũng không sao cả. Chúng ta ôn thì chúng ta sẽ nhớ thôi. Câu này là gì? Một ống dây có độ từ cảm lơ có dòng điện chạy qua. Khi cường độ dòng điện trong ống dây biến thiên một lượng delta y. Đấy, trong khoảng thời gian delta t đủ nhỏ thì xuất hiện đồng từ cảm xuất hiện trong ống dây là gì? Thì công thức này là gì các em nhỉ? Bạn nào nhớ kiến thức 11 comment câu này xem ạ. Công thức này là gì các em? S từ cảm bằng trừ l nhân gì các em nhỉ? Delta y chia delta t các em nhé. Câu này chọn A. Trừ l nhân delta y chia delta t. Thì câu này là kiến thức của lớp 11, nên là bạn nào nhớ thì bạn ấy làm được thôi. Và chưa nhớ thì chúng ta sẽ có giai đoạn tổng ôn. Đúng rồi, chính xác. A Dũng nha, chuẩn. Tiếp này câu 3. Trên một sợi dây đang có dòng dưng, sóng tới và sóng phản xa sẽ luôn cùng phá. Khi nào các em? Đầu dây cố định, nút sóng, bùng sóng, trung điểm sợi dây. Theo em thì sóng tới và sóng phản xa nó sẽ cùng phá ở đâu ạ? Thì câu trả lời thế này các em nhé. Sóng tới và sóng phản xa nó sẽ cùng phá. Một số bạn là bảo đầu dây cố định là sai các em nhé. Đầu dây cố định ấy, thì sóng tới và sóng phản xa nó sẽ ngược phá các em. Được chưa? Đấy, ngược phá các em nhé. Thì câu này trả lời đó chính là ở vị trí bùng sóng các em nhé. Tại sao? Tại sao ở vị trí bùng sóng thì sóng tới và sóng phản xa lại cùng phá? Bởi vì bùng sóng nó dao động với biên độ cực đại. Và một điểm dao động với biên độ cực đại nếu như hai sóng ở đấy, đúng không ạ? Nó truyền đến, nó cùng phá nhau. Để cho các em nhé. Đấy, thì câu này chọn B các em nhé. Quỹ đạo chuyển động của một vật dao động điều hòa là hình gì ạ? Một vật chuyển động dao động điều hòa ấy, vậy thì quỹ đạo là gì? Quỹ đạo là tập hợp tất cả những điểm mà vật đi qua. Và một vật dao động điều hòa thì tập hợp những tất cả những điểm vật đi qua ấy, thì nó là một chỉ ghém mới, đoàn thẳng em nhé. Rồi, nó bị giới hạn từ đâu ạ? Từ biên trừ A đến biên dương A, và đây là cân bằng ô. Được chưa? Rồi, 3B đúng rồi, tiếp theo em. Câu tiếp theo ạ. Câu tiếp theo lại là một câu gì ạ? Liên quan đến gì các em nhỉ? Kiến thức của lớp 11 các em ạ. Đấy, đấy, chúng ta có nhớ không ạ? Cho nơ nguồn giống nhau mắc nối tiếp. Mỗi nguồn có xuất điện đồng là E và điện trở trong rơi nhỏ. Ở đây nó mắc nối tiếp các em ạ. Đây, ở đây chúng ta có nơ nguồn giống nhau mắc nối tiếp. Thì các em nhớ này. Khi mà chúng ta có nơ nguồn giống nhau mắc nối tiếp ấy, thì E bồ nó bó bằng nơ nhân E và R bồ nó bằng
N nhân R thì câu này cho là A em nhé. Đấy, chuyên đề tổng hợp 11 thì thầy sẽ có cho các em. Rồi, bạn Thế Dũng comment A rất là tốt. Rồi, một con lắc đơn có chiều dài L, dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trong trường G, thì đại lượng G được gọi là cái gì? Ôi thôi chết. Đại lượng G. À đó, sao lại đại lượng G nhỉ? Được gọi là gì? Tần số này, chu kỳ này, phá ban đầu này, phá ban đầu tần số góc này. Cái chỗ này đại lượng G, hình như chỗ này nó bị đánh lỗi. Đấy, chỗ này nó bị đánh lỗi. Đây, một con lắc dao động điều hòa có chiều dài L, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trong trường là G này. Đại lượng G gọi được gọi là gì? À, cái này chúng ta à gì nhỉ? Đại lượng G được gọi là gì? Cái này ấy, cái này nó đánh lỗi mất cái chỗ này các em nhé. À, tức là cái chỗ này nó bị lỗi mất cái chỗ đề này. G trên L, đúng rồi, chính xác. Đại lượng cắn G trên L các bạn ạ, cắn G trên L. Cái chỗ này là đánh lỗi đề đấy, đúng rồi. Đại lượng cắn G trên L, thì cắn G trên L nó chính là gì các em ơi? Omega chính là bằng cắn của G trên L các bạn nhé. Và omega cắn G trên L thì nó gọi là tần số góc, đúng rồi. Đúng rồi, đấy, cắn G trên L các em. Tại sao bạn Thế Dũng biết nhỉ? Hình như là à rồi, tại sao chắc là cái chỗ này nó đánh lỗi đây các bạn nhé. Cái này là lỗi do người đánh lại đây. Thế chứ, thầy sẽ gì ạ? Phản ánh với anh chị trợ giảng. Rồi, câu này bị lỗi đề này. Rồi, tiếp tục nghe các em. Câu 7. Khi đặt vào hai đầu tụ điện C, một hiệu điện thể không đổi. Thì điện tích của tụ điện là gì? Câu này cũng là lớp 11 các em này. Ở đây là tụ điện C và điện tích của tụ, công thức của nó là C nhân U các em nhé. À, vậy câu này chọn D các em. C nhân U, chọn D. À, tốt ạ. Đấy, các bạn cứ comment D đúng không? Các bạn làm rồi, các bạn cứ comment ạ, rất là tốt ạ. Rồi, tiếp này. Câu 8. Tân, xin lỗi, gói F1 và F2 lần liệt là tiêu cự của vật kính và thì kính. Đấy, cũng là một câu 11 các em. Đấy, số bồi giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cùng. Thì câu này là công thức của em. Số bồi giác khi ngắm chừng ở vô cùng, công thức của nó là F1 chia F2. Đấy, chúng ta sẽ học cái này ở rã tết các em nhé. Rã tết thì thầy sẽ gì ạ? À, online cho các em 11, đúng không ạ? Đấy, A các em nhé. À đâu, xin lỗi, còn B, đấy chưa? Rồi, câu 9. Câu 9 chọn gì các em? Câu 9 đơn giản đúng không? Một con lắc lò xo gồm có khối lượng M, độ cứng K, đang dao động quanh vị trí cân bằng, biểu thức của gia tốc. Gia tốc A thì công thức của nó là trừ omega bình phương nhân x. Và trừ omega bình phương nhân x chính là trừ của K chia M. Bởi vì omega bình chính là K chia M đúng không ạ? Nhân x. Vậy câu này chúng ta chọn D các em nhé. Đấy, những cái câu đầu vẫn đang là những cái câu nó đơn giản, đúng không ạ? Câu 10 chọn gì các em? Câu 10 chọn gì ở những thanh niên chăm học ạ? Câu 10 chọn gì ạ? Đấy, câu 10 này. Một vật dao động cứng bức dưới tác dụng của lực F bằng 5 cốt 10 PT. Vật luôn dao động với tần số bằng bao nhiêu? Chu kỳ bằng mấy? Thì ở đấy là dao động cứng bức. Thì dao động cứng bức thì các em biết là gì nhỉ? Tần số góc là 10 PT là sai các em ơi. Tần số góc nó không có T đúng không? Tần số góc chỉ là 10 pi thôi. Vậy câu D sai này. Biến độ là 5 Newton sai em nhé. Sai luôn. Biến độ thì đơn vị của nó phải là gì ạ? Là đơn vị của nó phải là cm đúng không? Chứ nó không thể gọi là 5 Newton được. Đúng không? Cm hoặc là mét đúng không? Đấy, vậy chúng ta cùng xem này. Ở đây chúng ta có tần số góc là 5 pi. Vậy sẽ ra được tần số ở đây. Xin lỗi các bạn, tần số góc là 10 pi. Thì tần số ở đây nó bằng omega chia 2 pi. Và cái này bằng 5 Hz. Được chưa? Vậy thì nó sẽ dao động về tần số là 5 Hz em nhé. Câu này chọn B. Đúng không? Câu này chọn B. Các bạn nhớ dao động cứng bức thì lực cứng bức có tần số bao nhiêu thì dao động cứng bức có tần số bấy nhiêu. Được chưa? Nó sẽ dao động theo tần số của lực cứng bức ạ. Câu 11 chọn gì em? Trong một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm ZL, ZC và điện trở R, để cường độ dòng điện sớm phá hơn điện ở hai đầu đoạn mạch. Tức là người ta bảo là Y này sớm phá U các em nhé. Thì khi mà Y sớm phá U thì các em học rồi, mạch có tính gì ạ? Mạch có tính cảm kháng. À đó, xin lỗi, Y sớm phá U thì là U trễ phá Y, thì mạch có tính dũng kháng. Mà mạch có tính dũng kháng thì câu này đáp án C các em nhé. Hoặc là các em có thể hiểu là tán phi là độ lệch phá UI đúng không? Thì tán phi bằng gì? ZL trừ ZC chia R. Và khi chúng ta có là phi âm thì chúng ta có là U nó trễ phá Y, trễ phá hơn Y. Đúng không? Mà U trễ phá Y mà để cho phi nó âm thì tán phi nó cũng âm.
Mà tăng phi âm thì ZL nó sẽ nhỏ hơn ZC. Được chưa các em nha? Thì chúng ta có thể tư duy như thế này. Câu này chọn C các em nhé. Đấy. Hoặc là chúng ta nhớ lý thuyết mà thầy đã dạy rồi đúng không? Thì chúng ta chọn C luôn. Bởi vì là mạch có tính rung kháng thì U nó sẽ trễ hơn đi. Được chưa? Rồi. Câu 12 các em. Câu này đề này nhiều lý thuyết các em ạ. Một sóng ngắn truyền đi trong môi trường phương dao động các phân tử. Môi trường thì phương dao động của các phân tử môi trường có sóng truyền qua luôn làm sao? Đây là sóng ngắn các em nhé. Sóng ngắn thì phương dao động của các phân tử nó sẽ vuông góc đúng không? Với phương truyền sóng. Câu này chọn D các em nhé. Đúng không? Câu này chọn D. Tiếp này. Lượng năng lượng được truyền được sóng âm truyền qua trong truyền qua một đi đơn vị diện tích qua truyền trong một đơn vị diện tích qua một đơn vị diện tích à đâu thầy đọc nhầm. Lượng năng lượng được sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm thì cái này nó chính là định nghĩa của cái gì em nhỉ? Cường độ âm đúng không? Cường độ âm y nhé. Đấy, chúng ta học về sóng âm chưa? Đấy và nó chính là định nghĩa của cường độ âm y em nhé. Đấy, cường độ âm y. Cường độ âm y thì nó bằng năng lượng sóng truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với nó, đúng không ạ? Đó là định nghĩa của cường độ âm nghe. Rồi, thầy giảng tiếp nha. Đó là định nghĩa của cường độ âm ạ. Tiếp câu 14. Câu 14 này. Hai vật chất đồng điều hòa cùng phương cùng tần số, các bạn có nhìn rõ đây chưa? Hai vật cùng phương tần số biến độ phá ban đầu lần lượt là A1 phi 1 A2 phi 2. Dao động tổng hợp này có gì nhỉ? Phá ban đầu được tính theo công thức tăng phi bằng cái gì? Thì thực chất là câu này nó chỉ kiểm tra cái cách để em nhớ công thức thôi. Thì tan phi nó sẽ bằng A nhân sin chia cos đúng không? A1 sin phi 1 cộng A2 sin phi 2 chia A1 cos phi 1 cộng A2 cos phi 2. Câu này chọn A em nhé. Đúng không? Câu này chỉ là kiểm tra cách các bạn nhớ công thức thôi. Đây là công thức tan phi của dao động tổng hợp. Được chưa? Rồi, tiếp em. Câu 15 ạ. Đặt điện áp U bằng U căn 2 cos omega t vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn giấy thuần cảm. Đây là cuộn giấy thuần em. Thì cường độ dòng điện hiệu dụng là gì? Đoạn mạch này chỉ chứa cuộn cảm thuần em nhé. Thì cường độ dòng điện hiệu dụng nó bằng U chia ZL. Và U ở đây bằng gì? U chia ZL thì ZL bằng L omega em nhé. Đấy, vậy thì câu này đáp án của chúng ta sẽ là gì ạ? U chia ZL, câu này chọn A em nhé. Đấy, những vẫn là những câu nó đang khá là đơn giản đúng không? Nó chưa khó. Để cho em nhá. Câu 16 các em. Câu 16 ạ. Ở mặt nước có hai nguồn AB dao động theo phương vuông góc với mặt nước cùng phương. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa, phân tử tại trung điểm AB sẽ dao động với biên độ bao nhiêu? Đây là trung điểm. Thì các em biết là hai nguồn AB này, AB. Thì ở trung điểm thì hai nguồn này, điểm này hai nguồn này nó dao động cùng phá nên ở trung điểm nó sẽ dao động cực đại và cực đại có biên độ là mấy A các em nhỉ? 2A được chưa? Cực đại có biên độ 2A. Vậy con này chúng ta chọn B các em nhé. Cực đại có biên độ là 2A, được chưa? B ạ. 16. Câu 17 các em. Vẫn đang là những câu lý thuyết đơn giản đúng không? Đấy, 17 nào. Một vật chất đồng điều hòa đi qua vị trí cân bằng O. Khi vật đang chuyển động về phía O thì làm sao? Tức là nó đang chuyển động từ trừ A về O hoặc là từ biên dương A về O em nhé. Thì làm sao em? Cơ năng của vật tăng dần. Câu này sai em này. Trong quá trình vật chuyển động thì cơ năng của vật không đổi, được bảo toàn được em ạ. Vận tốc ngược chiều với vector gia tốc. Câu này sai luôn em ạ. Khi nó chuyển động từ biên về cân bằng cả em nhé, biên này về cân bằng này, thì nó chuyển động nhanh dần. Mà nó chuyển động nhanh dần thì A và V nó phải cùng cùng chiều các em nhé. Lý thuyết này thầy đã dạy ở dao động điều hòa rất là kỹ rồi. Dạ, A và vector A và vector V phải cùng chiều. Còn khi nào nó chuyển động từ cân bằng ra biên, nó chuyển động chậm dần thì A và V mới ngược chiều. Được chưa? Vậy câu này B sai luôn em. Đồng năng giảm dần, nó sai luôn. Đồng năng nó kém biết là khi nó đi từ biên, biên thì vận tốc bằng không. Còn đi về cân bằng thì vận tốc nó cực đại. Chính vì thế mà đi từ biên về cân bằng vận tốc tăng, độ lớn tăng thì gì ạ? Đồng năng nó cũng tăng luôn, đúng không ạ? Vậy câu này đúng là câu D em nhé. Vật chuyển động nhanh dần, đúng rồi. Đi từ biên về cân bằng thì vật sẽ chuyển động nhanh dần ạ. Rồi, câu 18. Câu 18 chọn gì các em? Gói y lớn và y nhỏ. Y nhỏ này
Ý này là ý tức thời này, hiệu dụng và cực đại này, tức thời, hiệu dụng và cực đại. Ta luôn có. Câu này dễ quá các em nhá, bế các em nhá. Đấy, đâu nắm D nha, những cái D này đâu nắm thì nó chưa khó. Đặc biệt là liên quan đến chương điện, được chưa? Rồi. Trong hiện tượng giao thoa, hai nguồn cùng phá, quy tích của những điểm dao động cực tiểu nằm trên những đường gì? Quy tích cực tiểu đúng không ạ? Cực tiểu thì nó sẽ làm sao em nhỉ? Thực ra thì cực tiểu hay cực đại ấy, cực đại trung tâm là một đường cực đại là đường thẳng này. Còn các đường cực đại xung quanh là những đường hyperbol này, đúng không? Thì các đường cực tiểu cũng vậy, cũng là những hyperbol em nhé. Câu này chọn D em. Đấy, cái này là kiểm tra nhanh lý thuyết đúng không? Đấy, thầy nghĩ là chả có ai trả lời sai về câu này cả. Được chưa em nhỉ? Hyperbol em nhé. Rồi câu 20. Một cái lắc lò xo dao động theo phương ngang kéo vật để lò xo giãn ở một đoạn delta L rồi thả hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là núi lớn hơn không. Dao động này là dao động gì? Các em biết là đối với một cái lắc lò xo nằm ngang các em ạ. Đúng chưa? Và nó kéo ra đây các em này. Delta L rồi thả. Thì khi đấy dao động này nó là dao động tắt dần các em nhé, bởi vì là trong quá trình dao động ấy thì năng lượng của cơ năng của vật nó chuyển hóa cho công của lực ma sát và nó sẽ làm cho nó bị tắt dần. Với câu này chúng ta chọn D em nhé, dao động tắt dần. Đấy, D này khá đơn giản đúng không? Tiếp này. Một cái lắc đơn dao động điều hòa có chu kỳ riêng là 1 giây. Hỏi chiều dài L. Thì thầy bài giảng em một công thức làm nhánh là T L bằng T trên 2 tất cả bình em nhé. Đây là công thức làm nhánh của có lắc đơn. Các bạn cứ nhớ công thức này là được. L bằng T trên 2 tất cả bình tức là 1 chia đôi, 1 chia đôi là 0,5. 0,5 bình là 0,25 đúng không? 1 giây này. 1 chia 2 là 0,5, 0,5 bình là 0,25 mét. Tức là gì ạ? 25 sen. Câu này chọn C em nhé. Đấy, thì đấy là cái công thức làm nhánh tính chiều dài. Thật ra thì công thức này chứng minh rất đơn giản. Công thức này chúng ta chỉ cần lấy từ công thức là T bằng 2 pi căn của gì ạ? L trên G. Và chúng ta có bằng 2 pi căn của L chia cho G là pi bình. Vậy cái này bằng 2 căn L. Vậy sẽ là được T trên 2 bằng căn L. Và T trên 2 bằng căn L thì L bằng T trên 2 tất cả bình em nhé. Được chưa? Đấy. Thì đó là quá trình chứng minh ra công thức này. Không có gì khó cả, đúng không? Rồi. Nhớ nhé, các bạn có thể lấy D ở link ở dưới comment của bạn nhé. Còn D này thì khá là đơn giản. So với mấy D lần đấy thầy chữa thì D này cũng khá là dễ thôi. Sau này khi các em học tổng ôn luyện D của thầy, đặc biệt là những bạn đã tham gia cả khóa học, thì thầy sẽ làm những cái D nó khó hơn, học bùa hơn các em. Rồi. Câu tiếp theo các em. Dao động điều hòa với x bằng a cos omega t cộng phi biểu diễn bằng bởi một vector om quay theo chiều dương là chiều lượng giác với tốc độ omega từ t bằng 0 đến thời điểm t. Om quét được một góc bao nhiêu? Ồ, câu này dễ quá các em nhỉ. Góc quét là góc alpha các em này. Và công thức của góc quét thì luôn luôn bằng omega nhân gì? Nhân t các bạn nhé. Được chưa? Thì câu này chúng ta sẽ chọn C các em. Omega t nhé. Còn phí này người ta gọi là phá ban đầu các em này. Đã, còn cái này thì nó không không tồn tại các em nhé. Cái này người ta gọi là phá dao động đúng không? Còn omega t thì chính là góc quét được. Được chưa? Các bạn nhớ lấy 22 ạ. Câu 23 các em. Trong thí nghiệm giao thoát trên mặt nước có hai nguồn kết hợp bước sóng là 1,5 này. Ở đây chúng ta có bước sóng lambda bằng 1,5, lambda bằng 1,5. Điểm M cách S1 5,5 tức là D1 bằng 5,5. Đơn vị là centimet các em nhé. Đấy. Để M là cực đại thì khoảng cách từ M đến S2 tức là M cực đại các em này. M là cực đại. Thì chúng người ta hỏi D2 không vậy? Các em biết là để M là cực đại thì D2 nó phải bằng là gì các em nhỉ? D2 nó phải bằng là, xin lỗi bạn, D2 trừ D1 nó phải bằng K lambda với K là số nguyên. Đúng không? Số nguyên. Tương đương với các em, D2 này trừ D1, D1 là 5,5 thì bằng K là số nguyên nhân với lambda là 1,5. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ làm một việc đó là thế đáp án. Đúng không? Ở đáp án A thì các bạn rút K ra ngoài các em nhé. Rút K ra thì nó sẽ là D2 trừ D1 chia cho lambda tức là bằng D2 trừ D1 là 5,5 chia lambda là 1,5. Và chúng ta thế từng đáp án A, B, C, D. Đáp án nào cho K nguyên thì chúng ta lấy đáp án đấy. Đầu tiên chúng ta thử đáp án A nhé. Đáp án A này. D2 bằng 14,5 thì suy ra K vậy em. Chúng ta bấm về đây nhá. 14,5 trừ 5,5 chia 1,5. Các bạn ra được 6 tròn luôn. Đúng không? Mà 6 tròn thì được câu này đáp án là A luôn em nhé. Đúng chưa em nhỉ?
Đấy, câu này đáp án A luôn. Đấy. Câu này đáp án A luôn đúng không? Bởi vì là nó ra 6 tròn. 6 tròn thì lúc đấy nó là một số nguyên. Chúng ta thử đáp án B mà xem. Đáp án B là gì? 7,5 này. Trừ đi cho 5,5 này. 7,5 trừ 5,5. Chúng ta chia 1,5 thì nó sẽ ra được 1,33, tức là không nguyên em nhé. Được chưa? Vậy chỉ có đáp án A thay vào, D2 thay vào thì chúng ta được cả nguyên. Được chưa? Rồi, xong nha các bạn. Câu 24 các em. Đề này thầy chữa khá là nhanh bởi vì nó cũng khá là dễ các em. Câu 24 này. Một con lắc lò xo theo đứng có hơi lượng M. Các bạn cố gắng làm càng nhiều đề càng tốt các em. Má sát phải càng nhiều đề càng tốt. Đấy. Tốc độ làm đề của các em nó sẽ quyết định điểm số của các em đấy. Rồi. Một con lắc lò xo có hơi lượng M và độ cứng K. Khi ở cân bằng lò xo giãn một đoàn delta L, kích thích cho nó dao động vì biến độ A, độ lớn lực đàn hồi cực đại. Bạn nào học chắc mấy câu này thì nó đơn giản vô cùng đúng không? Đây là cân bằng ô em này. Thì các em nhớ là ở cân bằng nó giãn ra một đoàn delta L các em nhé. Và khi nó dao động thì nó dao động từ biến dương A này, đây là biến trừ A này. Và lực đàn hồi ấy thì nó bằng độ cứng nhân với độ biến dạng. Độ biến dạng đúng không? Độ biến dạng. Để cho các em nhá. Và cái này bằng gì? Độ cứng. Lực đàn hồi mắc khi nào? Lực đàn hồi mắc nếu như độ biến dạng mắc. Và độ biến dạng mắc chính là bằng delta L cộng với A các em nhé. Đấy, bằng delta L cộng A chính là độ biến dạng lớn nhất. Vậy con này chọn D các em. Đấy, xong câu 24. Rồi. Rồi, câu 25 các em. Tiếp nào. Câu 25 này. Câu 25 các em. Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương. Chúng ta có biến độ là đây là x1 các em này, còn đây là x2 này. Hỏi biến độ tổng hợp. Biến độ tổng hợp chính là A các em ạ. Thì các em phải chú ý này. Các em nhận ra hai thằng này vuông pha đúng không? Các bạn có nhận ra vuông pha không? Bởi vì thằng này là -45, còn thằng này là +45, vậy nó vuông pha. Mà vuông pha thì biến độ tổng hợp nó bằng A1 bình cộng A2 bình các em nhé. Và cái này nó sẽ bằng là 5 các em. 3 bình cộng 4 bình có phải là 5 không ạ? Vậy con này chọn D các em nhé, 5. Được chưa? Rồi, D các em nhé. Câu 26. Một chất điểm dao động điều hòa về phương trình x bằng từng này các em. Lúc t bằng 0, chất điểm này có cái gì? Lý đồ âm này, giá tốc dương này, vận tốc âm này, vận tốc bằng 0. Câu này để làm được thì chúng ta nên dùng vòng tròn lượng giác. Đây, thầy dùng vòng tròn lượng giác này. Đây là trục x kém này. Đây là trục V này đúng không? Và đây là trục A. Kém nhìn vào lúc t bằng 0, chúng ta nhìn vào phá ban đầu của nó là pi trên 4. Đây, pi trên 4. Là dương là nằm trên kém nhé, t bằng 0 này. Thì lúc đấy chiều xuống đây, lý đồ nó sẽ dương đúng không em? Lý đồ dương với loài A kém nhé. Giá tốc dương, lý đồ dương ấy, thì giá tốc nó phải âm. Bởi vì giá tốc và lý đồ trái dấu các em ạ. Giá tốc bằng trừ omega bình phương nhân x nó trái dấu. Và kể cả chúng ta nhìn trên cái gì? Chúng ta nhìn trên cái đồ thị ở đấy đúng không? Nhìn trên vòng tròn lượng giác này chúng ta cũng nhận ra là gì? Ở đây x nó âm kém nhé. À đâu xin lỗi, x dương A âm kém nhé. Trục A đấy, trục A sang trái. Thì phần này là phần giá tốc âm kém. Vậy câu B sai kém này. Vận tốc âm, cùng xem đúng hay sai. Chiều sang đây kém này. Chiều sang trục vận tốc. Thì các bạn nhận ra vị trí này vận tốc âm đúng rồi. Ở dưới này vận tốc dương em nhé. Với câu này chúng ta chọn C em, vận tốc âm. Được chưa? C vận tốc âm. Đó là câu 26 em. Câu 27 ạ. Câu 27 này. Câu 27. Một sóng cơ truyền từ O đến M. Biết phương trình sóng tại M là như thế này. Đấy, người ta bảo là gì? À, câu này cẩn thận bị lừa nhé. Câu này tưởng chừng như rất là dễ thì đúng là nó dễ thật, nhưng mà chúng ta cẩn thận bị lừa. Gọi lambda là bước sóng, V là tốc độ truyền sóng, D là khoảng cách OM, hỏi phương trình. Các bạn lưu ý, đây là sóng truyền từ O đến M. Và người ta đã cho phương trình tại M. Người ta cho phương trình tại M. Đây, phương trình tại M. Bắt viết phương trình tại O. Thì các em lưu ý là phương trình tại M nó bằng gì ạ? A cos omega t. Thì suy ra được phương trình tại O nó sẽ bằng A cos omega t cộng 2πd chia lambda. Được chưa? Tại sao dấu cộng? Bởi vì O nhận sóng trước M nên là O nhanh pha hơn M. Thì các bạn chú ý chỗ này. Vậy câu này chúng ta chọn D các em nhé. Đấy. Omega t cộng 2πd chia lambda. Được chưa các em nhỉ? D nhỉ các bạn. Rồi, tiếp nào. Câu tiếp theo như sau các em. Câu tiếp theo này. Đặt điện áp U bằng U không cốt omega t vào hai đầu đoạn mạch chỉ có C các em, đoạn mạch này chỉ có tụ điện C. Ở thời điểm
U bằng U cực đại trên 2 thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bao nhiêu? Đấy. Câu này là gì các em nhỉ? Đây. Chúng ta có này, mạch này chỉ có tu xế thôi nên chúng ta có U và Y vuông pha. Đúng không? Chúng ta học chưa? U và Y vuông pha. Vậy chúng ta có U bình trên U cực đại bình cộng Y bình trên Y cực đại bình bằng 1. Vậy thì người ta bảo là khi U bằng U không trên 2, tức là chúng ta có U này bằng U không bình phương trên trên 2, tức là trên 4 nhân U không bình cộng với Y bình trên Y không bình bằng 1. Tức là gì đấy các em? Thầy đang thay cái gì? Thầy đang thay cái U này các em nhé. Thầy đang thay cái U này thành cái gì? U không trên 2 tất cả bình. Mà U không trên 2 tất cả bình thì bằng U không bình phương trên 4. Đúng chưa? Thì từ đấy các bạn sẽ có Y ở đây bằng Y không căn 3 trên 2 các em nhé. Các bạn có thể từ rút ra được đúng không? Chúng ta bỏ cái này đi này. 1 trừ 1 phần 4 là 3 phần 4. 3 phần 4 thì suy ra một điều đó là gì ạ? Y không à, Y bằng Y không căn 3 trên 2. Vậy câu này mà trong đó Y không này thì bằng U cực đại chia ZC nhân căn 3 trên 2. Đúng không? U cực đại chia ZC nhân căn 3 trên 2. Trong đó ZC này thì bằng 1 trên omega C, tức là độ lớn của Y ở đây bằng gì? U cực đại chia cho 1 trên omega C nhân căn 3 trên 2. Hay nói cách khác bằng U cực đại omega C căn 3 trên 2. Được chưa? Và câu này chúng ta biến đổi ra thì em cuối cùng em ra cho nó đáp án là gì ạ? A em nhé. A được chưa? Rồi. Chào thầy Hoa nhá. Chào thầy Hoa dạy hóa. Rồi. Ok. Rồi. Thầy Hà thấy sao chứ học sinh khóa này lười khóa trước ấy thầy Hà nhỉ? Đấy. Đáng thấy học sinh hơi lười ấy, khóa trước một chút. À, học trong nhóm kín thì tham gia rất là đông nhưng mà xem live trực tiếp ở ngoài tường thì chả gì nhỉ? Rất là ít bạn xem. Ít ít bạn quan tâm. Đấy. Câu 29 các em chắc là trong trong khóa học thầy làm đầy đủ quá vậy. Câu 29 các em nhé, câu 29 này. Thầy đọc câu 29 cho các em nghe nhá, câu 29 này. Dòng điện xoay chiều có biểu thức là Y bằng gì? 5 căn 2 cos 100 PT cộng pi trên 2. Dùng ampe kế nhiệt đó cường độ dòng điện thì số chỉ ampe kế nhiệt chỉ cái gì? Các bạn lưu ý ampe kế nhiệt các em nhé. Thì ampe kế nhiệt nó sẽ đo được giá trị hiệu dụng của dòng điện. Và các em lưu ý là cực đại của dòng điện là 5 căn 2, vậy hiệu dụng của nó sẽ là 5 các em nhé. Câu này chọn C các em. Các bạn lưu ý nhé, ampe kế nhiệt nó đo được giá trị hiệu dụng của dòng điện. Được chưa? C các em nhá. Rồi câu 30 này. Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách ngắn nhất giữa hai bùng sóng mà chúng dao động cùng phá với nhau là gì? Các em biết là đấy là hình ảnh sóng dừng em nhé. À, đây là hình ảnh sóng dừng này. Đây là bùng 1 và đây là bùng 2. Và trong quá trình dao động thì các bạn lưu ý, đây là hai bùng này đang ngược phá. Câu này cẩn thận bị lừa nhé. Nhưng mà người ta bảo là hai bùng nhưng mà lấy dao động cùng phá ngắn nhất. Đấy, thì câu này cần bị lừa này. Rất là nhiều bạn bị lừa câu này đấy. Phải đùa đâu. Thì các em tập trung này. Các bạn có bùng này các em này và bùng này các em nhé. Thì bùng này và bùng này chính là hai bùng gần nhau nhất, cùng phá. Còn nếu như các em lấy bùng này với bùng này thì nó lại ngược phá mất rồi nhé. Vậy thì khoảng cách từ bùng này các em này đến bùng này ấy, thì nó chính là một bước sóng các em nhé. Đúng không? Tại sao một bước sóng? Bởi vì như cả em lý thuyết đã học rồi, khoảng cách giữa hai bùng liên tiếp và hai bùng liên tiếp ngược phá thì cách nhau lambda trên 2. Đoạn này lambda trên 2 này. Thì đoạn đến bên này cũng là lambda trên 2. Vậy suy ra đoạn này chỉ là một lambda đúng không? Vậy các em lưu ý, khoảng cách ngắn nhất giữa hai bùng sóng cùng phá thì nó phải là một bước sóng, được chưa? Vậy câu này chúng ta chọn A các em nhé. Một số bạn đã bị lừa câu này đấy. Một số bạn là đọc D nhanh quá, thế là tưởng là gì ạ? Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng phá liên ở à đâu hai bùng liên tiếp, hai bùng liên tiếp thì đúng là gì ạ? Lambda trên 2. Nhưng mà hai bùng cùng phá liên tiếp thì nó phải là gì ạ? Hai bùng cùng phá liên tiếp thì nó phải là một lambda các em nhé. Câu này chúng ta cẩn thận. Rồi. Ôi câu này hay các em. Câu này hay. Thật ra thì hay hay nhưng mà chúng ta biết công thức thì nó hay thôi. Bạn nào mà không biết nắm được công thức thì hơi mệt. Câu này như sau em. Đặt điện áp U bằng U căn 2 cos omega t vào hai đầu đoạn mạch gồm có điện trở thuần, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Chúng ta có omega bình LC bằng 2. Thì cái mục đích của người ta cho cái này để làm gì? Cái này tính là omega này L này nhân omega C này bằng 2 các em này. Thầy tách ra như thế. Vậy sẽ là được omega L bằng 2 chia omega C. Vậy sẽ là được omega L chính là ZL và bằng 2 nhân ZC. Đúng không? Đây là ZC các em. 1 trên omega C chính là ZC đúng không?
D nó cho cái gì? Ở thời điểm T, hai cuộn cảm, à đâu, tại thời điểm T, điện áp tức thời giữa cuộn cảm là 40V. Hỏi là điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện. Tức là nó cho UL tức thời bằng 40. Hỏi UC tức thời. Thì các em phải biết được quan hệ của UL với UC. Thì các em nhớ là UL và UC nó ngược phá nhau các em nhé. Ngược phá. Được chưa? Các bạn nhớ lại cái lý thuyết này. UL với UC nó ngược phá. Mà nó ngược phá thì chúng ta có ngay công thức đó là UL à, UC trên UL bằng cái gì nhỉ? Trừ ZC chia ZL. Và cái này bằng mấy? ZC chia ZL chính là trừ 1 phần 2. Đúng không? ZC chia ZL là trừ 1 phần 2. Vậy sẽ được UC bằng cái gì nhỉ? Trừ UL chia đôi. Được chưa? ZC à, UC bằng trừ UL chia đôi. Tức là bằng mấy? À, UL là 40 em. Chia đôi nữa thì ta là trừ 20. Vậy con này chúng ta chọn A em nhé. Con này chọn A. Được chưa? Con này chọn A rồi. Xong nhỉ em. Thế thôi. Rồi. Xong tiếp theo ạ. Đây này khá đơn giản. Không khó lắm. Đúng không ạ? Không khó lắm em nhé. Câu 32 anh em. Đề hôm trước mà thầy chữa cho em đề của gì nhỉ? Nói chung hôm trước thầy chữa một đề rất là hay. Các bạn có thể vào fanpage của thầy để xem lại nhé. Thành Trung Lê bây giờ mình thấy comment thế này. Câu 32 anh em. Một sóng âm truyền trong không khí vào nước. À, không khí vào nước thì điều gì xảy ra? Tần số tăng là sai anh em này, tần số phải không đổi. Chu kỳ giảm cũng sai. Tần số không đổi thì chu kỳ cũng không đổi. Tốc độ giảm, câu này sai anh em nhé. Không khí vào nước thì đây là sóng âm, mà sóng âm là sóng cơ. Sóng cơ thì từ không khí vào nước thì nó phải làm sao ạ? Tăng về tốc độ. Mà tăng về tốc độ tức là cũng sẽ tăng về bước sóng. Đúng không? Vậy con này phải chọn C chứ. Đây là không khí vào nước mà. Thì các bạn lưu ý là không khí vào nước là từ một môi trường có gì ạ? Tính đàn hồi kém sang một môi trường có tính đàn hồi tốt hơn. Không khí vào nước thì tốc độ tăng và bước sóng cũng tăng kém nhé. Bởi vì lambda bằng cái gì nhỉ? V chia F. Tần số không đổi, tốc độ tăng thì bước sóng tăng. Nhớ này, rắn này, sóng lỏng này, sóng khí này thì tần số chu kỳ là không đổi này. Bước sóng và tốc độ kém nhá thì giảm. Có nghĩa là khí sóng lỏng thì nó tăng. Thấy chưa? Đấy, cẩn thận nhá. Câu 33 này có cái mèo làm nhánh thì cho các em không cần dùng công thức luôn. Câu 33 này cực kỳ hay này. Câu 33 này áp dụng được cho cả hai đầu cố định và một đầu cố định, một đầu tự do các em ạ. Đấy, câu này mèo như sau em. Nghe thầy giảng mèo câu này nhé. Mèo này cực kỳ hay. Bạn nào biết mèo câu này thì tất nhiên là cả bạn trong nhóm kín thì biết cả rồi. Nhưng bạn nào biết mèo câu này thì làm cực kỳ hay. Người ta bảo này. Một sợi dây có sóng dừng. Ok. Hai tần số liên tiếp có sóng dừng là 70 và 90. Hỏi tần số nhỏ nhất để tạo ra sóng dừng. Thì các em cứ viết thế này của em. 70 này, 90 này. Thì tần số nhỏ nhất của các em nhìn thấy này, bước nhảy là 20. Các bạn hiểu thế nào gọi là bước nhảy là 20 không ạ? Bước nhảy 20 có nghĩa là gì? Từ 70 nhảy 20 thì lên 90. Bây giờ từ chỗ này nhé, trừ thằng nhỏ hơn này này, thì nhảy tiếp, nhảy 20 thì nó còn 50 nhé em nhé. Nhảy 20 nó còn 30, nhảy tiếp 20 nó còn 10, nhảy tiếp 20 thì nó bằng âm 10. Nhưng mà chắc chắn là tần số đó không thể là âm 10 được đúng không? Ok chưa? Vậy thì nó nhỏ nhất chính là 10 em nhé, nhỏ nhất chính là 10. Vậy câu này chúng ta chọn A em. Được chưa? Câu này chọn A. Ok chưa em? Nhá, câu này chọn A thế thôi kìa. Thầy nhắc lại này, hai tần số liên tiếp tạo ra sóng dừng là 70 và 90, vậy bước nhảy là 20. Thì từ 70 này thì lùi 20, lùi 20, lùi 20, lùi tiếp 20. Và chúng ta sẽ lấy tần số nhỏ nhất không âm thì nó là 10 em nhé. Câu này chọn A, không cần phải dùng công thức ạ. Bạn nào biết cái này rồi ạ, biết cái mèo này rồi ạ, comment số 1 được không ạ? Bạn nào biết cái mèo này rồi ạ? Đấy, biết mèo này rồi comment số 1 ạ. Để cho các em nhá. Rồi, tiếp tục nghe các em nhá, tiếp tục nghe này. Thầy giảng bài tiếp. Câu 34 này. Câu 34 này là một câu đồ thị, nhưng mà câu đồ thị này không khó. Câu này như sau các em này. Một sóng ngắn truyền đi trong một sợi dây rất dài. Hình ảnh của sợi dây như hình vẽ. Hỏi là hai điểm MN lệch phá nhau bao nhiêu? Đầu tiên muốn làm câu này thì các em phải nắm được công thức đồ lệch phá. Đồ lệch phá là 2 PD chia lambda. Và các em phải xác định được hai thứ đó là D và lambda. Thì các em xác định được đồ lệch phá thôi. Thì trong đó lambda là cái gì? Lambda. Đây chúng ta nhìn lambda nhá, lambda này. Lambda là bước sóng, đúng không? Với bước sóng của nó bằng mấy? Làm sao để nhận được bước sóng của nó bằng mấy? Các em nhìn thấy điểm này và điểm này các em này. Thì hai điểm này nó làm sao đây? Các bạn nhìn thật kỹ nhá, hai điểm này nó làm sao?
hai điểm này ấy nó có một cái đặc điểm, đó chính là khi mà chúng ta, đây là phương truyền sóng nhá, đây là phương truyền sóng này, đúng không? Đây là phương truyền sóng. Bây giờ chúng ta sẽ chạy ngược lại phương truyền sóng, chạy ngược lại phương truyền sóng nhé các em. Các bạn nhìn thấy chạy ngược lại này. Thì khi thầy chạy ngược lại, chúng ta nhận thấy điểm này đi lên và điểm này cũng đi lên. Vậy hai điểm này có đặc điểm gì? Thầy xin thưa các em, hai điểm này có cùng lý độ mà nó lại có cùng chiều chuyển động nữa. Vậy chắc chắn hai điểm này nó cùng phá rồi. Đấy chưa? Và hai điểm này nó cùng phá nhau ấy mà nó sẽ gần nhau nhất. Các em nhìn thấy hai điểm này cùng phá và gần nhau nhất không? Thì hai điểm này cùng phá và gần nhau nhất thì nó chính là định nghĩa của một bước sóng em. Bước sóng chính là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng phá. Được chưa? Bước sóng chính là khoảng cách gần nhau nhất giữa hai điểm dao động cùng phá trên một phương truyền sóng. Thì điểm này đi lên, điểm này cũng đi lên và hai thằng này có cùng lý độ, tức là hai thằng này cùng phá gần nhau nhất. Vậy bước sóng ở đây bằng bao nhiêu ô? Chúng ta cùng xem này. Một ô, đây một ô kém này. Hai ô, ba ô, bốn ô. Các bạn nhìn, cô nhìn thấy ô nhỉ? Cô nhìn thấy nó chia ô nhỉ? Hay là nó hơi mờ nhỉ? Các bạn có nhìn thấy nó chia ô không? Thì câu trả lời ở đây là nó là gì? Khoảng cách này là một lambda bằng 4 ô kém nhé. Vậy lambda này bằng 4 ô kém này. Thầy cứ để bằng 4 đi. Thế còn d là cái gì? D là khoảng cách từ cân bằng của m đến cân bằng của n. Cân bằng đến cân bằng. Vậy các em nhìn thấy này. Cân bằng của m đấy các em này. Còn đây là cân bằng của n. Thì cân bằng của m và n nó cách nhau 1 ô đúng không? Cân bằng của n chiều xuống đây là cân bằng của n. M chiều lên đây là cân bằng của m. Vậy cân bằng của m và n cách nhau 1 ô. Vậy d này bằng 1 ô. Đúng chưa? Và các em thay vào đây. Thì các em ra được công thức độ lệch phá nó bằng 2pi nhân với 1 chia 4. Và tất nhiên chúng ta được pi trên 2. Vậy con này chúng ta chọn C các em nhé. Pi trên 2. Được chưa? C các em. Xong con này các em. Rồi. Chúng ta xong một số câu khác các em này. Câu 35 các em nhé. Câu 35. 35. Câu này nhìn dài thôi. Dò người thôi chứ không khó các em này. Câu 35 này. Hai đầu mạch RLC mặc nối tiếp, đồ thị phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ, biết gì ạ? Biết gì đấy các em? Biết gì ạ? Điện tử thuần này. Rồi, tức là người ta biết cho R bằng 100 các em này. Câu này là kết hợp của dao động điều hòa và điện xoay chiều các em ạ, khá là hay. Rồi là gì nữa nhỉ? Người ta có cho gì ở đây nhỉ? Người ta cho gì các em ơi? L này. Cho C này. Hỏi giá trị của ý hiệu dùng. Câu này hay các em, câu này cũng được, câu này cũng được này. Thứ nhất chúng ta phải hiểu đây là mạch điện RLC. Và người ta cho đồ thị của U. Bây giờ các em nhìn nhé, thầy sẽ xác định gì ạ? Giá trị biểu thức của U cho các em xem. Bây giờ các em nhìn này. Câu này hay các em nhé, câu này cũng được. Các em nhìn thấy nhé, từ vị trí này đến vị trí này các em. Từ đấy đến đây nó là 3 ô, 1 ô, 2 ô, 3 ô. Các bạn nhìn thấy cái ô này của nó ạ? 1 ô, 2 ô, 3 ô vào nó bằng 7,5 mili giây. Tức là chúng ta có 3 ô này thì bằng 7,5 mili giây. Vậy xuất ra được 1 ô nó bằng 7,5 chia 3, tức là nó bằng 2,5 mili giây. Đây là 1 ô kém nhé, 2,5 mili giây. Bây giờ thầy sẽ đi xác định chu kỳ một chút. Kém nhìn này, đấy chính là vị trí U có giá trị cực đại, và ở đây là vị trí U có giá trị cực tiểu, đúng không? Vậy thời gian nó chạy từ cực đại đến cực tiểu các em này. Các bạn nhìn ra không? Thời gian nó chạy từ cực đại đến cực tiểu. Cực đại, giá trị cực đại đến giá trị cực tiểu. Nó chính là một nửa chu kỳ. Đúng chưa? Nhắc lại lần nữa nhé. Thời gian nó chạy từ cực đại đến cực tiểu. Từ biến dương đến biến âm này, nó là một nửa chu kỳ. Và một nửa chu kỳ thì nó bằng mấy ô đây các em? 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô. Các bạn có nhìn ra không ạ? Một nửa chu kỳ đây là 4 ô. Vậy sẽ ra được chu kỳ bằng 8 ô. Mà chu kỳ bằng 8 ô tức là bằng bao nhiêu? Nhầm luôn rồi, vậy thầy bao nhiêu? 1 ô 2,5, vậy 8 ô sẽ là 2,5 x 8 bằng 2,5 x 8 là 2 đúng không? 20 mili giây. 20 mili giây tức là bằng 20 nhân 10 mũ trừ 3 giây. Từ đấy các em sẽ suy ra được omega bằng 2pi chia t. Và bằng bao nhiêu? Nhân 10 mũ trừ 3 này. Omega bằng 2. Ở đây chúng ta có là omega bằng 2pi chia t nhé. Tức là bằng 2 chia cho 20 chia 10 mũ trừ 3 này. Các em được 100pi các em nhé. Omega là 100pi. Thông tin này siêu quan trọng các em nhé. Đấy. Và khi omega bằng 100pi giúp các em tìm được ZL và ZC. Bởi vì ở đây nó đề cho L và C.
Wow, các bạn tự bấm đã được ZL. ZL bằng L omega 2 trên pi nhân 100 pi tất nhiên bằng 200. Và ZC bằng gì nhỉ em nhỉ? 1 trên omega C. Và các em tự bấm ra mục 100 em nhé. Omega là 11 trừ 4 chia pi. 11 trừ 4 chia pi nhân 100 pi chính là 100. À 11 trừ 4 chia pi nhân 100 pi rồi nghịch đảo ra nữa thì được 100 nhỉ các bạn. ZC bằng 100. Rồi, vậy chúng ta có tổng trở Z. Z bằng cắn của gì? ZL trừ ZC bình cộng R bình. Và các em được mấy? ZL bình. ZL ở đây là bằng 200 này. ZC là 100 này, tất cả bình này. Còn R bình là 100 bình em này. Điện trừ R đi cho 100 em nhé. R đi cho 100. Lấy cắn. Và các em đã được 100 căn 2. Đây là tổng trở Z các em nhé. 100 căn 2. Khuôn cái này đây kìa. Sau này thì trong đề thi đại học cũng vậy. Các bạn làm câu nào thì các em cứ khuôn ở câu đấy. Được chưa? Đấy, Z bằng 100 căn 2. Tiếp tục nghe các em. Người ta hỏi giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện. Các em biết là muốn tìm được giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện thì phải lấy được U hiệu dụng mà chia Z đúng không? Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta chỉ mới có được Z bằng 100 căn 2 thôi. Còn U hiệu dụng thì chưa có. Chưa tìm được. Đó, U hiệu dụng chưa tìm được thì chúng ta phải đi tìm nó. Vậy tìm kiểu gì? Vậy thì nhiều bạn bảo thầy ơi, U hiệu dụng bằng 220. Sai các em nhé. Sai. Bạn nào bảo 220 sai nhỉ? Nói một cách chính xác hơn là chết chắc là đúng. Bây giờ chúng ta cùng xem là giá trị hiệu dụng nó bằng mấy em nhé. Để biết được giá trị hiệu dụng nó bằng mấy thì thầy sẽ làm như sau em này. Các em biết đây là một đồ thị dao động điều hòa và thầy có thể biểu diễn bằng vòng đo lường giá. Các em nhận ra các em này. Lúc mà gì ạ? Lúc mà nó tới bằng 0 ấy, thì nó đang ở, chúng ta chưa biết giá trị U cực đại bằng mấy. Chúng ta chưa biết giá trị U cực đại bằng mấy. Nhưng chúng ta biết được một điều lúc tới bằng 0 ấy, thì nó nằm ở vị trí là 220. Đây là 220. Và đáng tăng, tức là đi lên biên dương. Đáng tăng là đi lên biên dương. Mà đi lên biên dương là ở phía dưới vòng tròn em nhé. Phía dưới vòng tròn. Đúng không? Vậy lúc T bằng 0 nó nằm đấy em nhé. Đấy, T bằng 0 nó là 220. Đáng tăng là ở phía dưới vòng tròn. Rồi, các em nhìn thấy sau đó 7,5 mili giây. 7,5 mili giây nó sẽ chạy từ đâu? Lúc từ T bằng 0 này đến T bằng 7,5 mili giây nó sẽ chạy lên biên dương, sau đó từ biên dương nó chạy về cân bằng. Các bạn nhìn thấy không? Vậy thì thằng này nó chạy lên biên dương này, sau đó từ biên dương nó chạy về cân bằng này. Và thời gian ở đây là 7,5 mili giây. Từ đây thì tìm góc quét kém nhé. Tức là cái góc quét này kém này, alpha đây bằng 7. Góc alpha này nó sẽ bằng omega nhân delta t bằng omega chúng ta đã tính lúc nãy là 100 pi. Các bạn nhớ không ạ? Omega chúng ta tính lúc nãy là 100 pi. Đấy chứ là 100 pi. 100 pi nhân thời gian delta t bằng mấy? Thì câu trả lời là delta t ở đây để cho là 7,5 mili giây. 7,5 nhân 10 mũ trừ 3. Đúng không? 7,5 nhân 10 mũ trừ 3. Vậy giúp thầy ra bao nhiêu để nghe? 100 nhân 7,5 nhân 10 mũ trừ 3. Các bạn được 3 pi trên 4. Được chưa? 3 pi trên 4. Và 3 pi trên 4 có nghĩa là góc này là 135 độ. Đúng không ạ? 3 pi trên 4 chính là 135 độ em nhé. 135 độ. Đó là 3 pi trên 4. Và góc này 135 độ thì góc này 45 em này. Đúng không? Góc này 45. Vậy sẽ là được U cực đại nó chính bằng gì? Góc này 45 ấy, thì cái chỗ này em nhé. Đấy, rất là hay là cái chỗ này, góc này 45 ấy, thì giá trị U ở đấy chính là U cực đại chia căn 2 luôn. Đấy, U cực đại chia căn 2. Nhưng mà U cực đại chia căn 2 chính là U hiệu dụng. Ok chưa? U cực đại chia căn 2 chính là U hiệu dụng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi góc này 45 em nhé, thì giá trị ở đấy này, giá trị U ở đấy này, nó bằng U cực đại nhân cốt 45. Mà U cực đại nhân cốt 45 chính là U cực đại căn 2 trên 2. Và nó chính là U hiệu dụng. Để cho các em ơi, nó chính là U hiệu dụng nhé. Rồi, bởi vì nó là U hiệu dụng em, nên là chúng ta có cái gì em nhỉ? Nên là chúng ta sẽ có luôn U hiệu dụng bằng mấy luôn ạ? Chúng ta suy ra được U hiệu dụng bằng 220 luôn. À, tức là nếu như anh nào mà lúc đầu công nhận nhé, công nhận cái U hiệu dụng bằng 220 vô tình nó đúng. Các bạn hiểu không? Đấy, bởi vì nó trung vào vị trí là U cực đại chia căn 2, vô tình nó đúng. Vậy U hiệu dụng bằng 220 thì thầy chỉ cần thay vào đây là 220. Vậy suy ra được Y hiệu dụng bằng mấy em? Nó bằng U chia Z bằng mấy ạ? 220 chia 100. Chia 100 chia căn 2. Kém ra được là một số nó
1,1 căn 2 ampe. Được chưa? 1,1 căn 2 ampe thì câu này đáp án B em nhé. 1,1 căn 2 ampe B. Được chưa? Đấy, thì câu này chúng ta phải tư duy như thế em nhé. Một số bạn là công nhận luôn là hiệu dụng bằng 220 thì là vô tình nó đúng thôi. Rồi. Chúng ta sang câu 36 em nhá. 36 này. Các bạn hiểu câu trên chưa? Alo, các bạn hiểu câu trên chưa các em ơi? Rồi, câu 18 nhá, câu 36 nào. Hôm nay là ngày mai là Tết đúng không? Chắc năm nay Tết các em cũng học nhỉ, đúng không? Chắc chả nghỉ đâu đúng không? Tất cả các bạn học sinh trong nhóm kín của thầy thì Tết vẫn học bình thường nha các bạn. Câu 36 này, 36. Tại một nơi trên trái đất có hai con lắc đơn, chiều dài lần lượt, quả năng giống nhau tức là M1 bằng M2 em nhé. Dây treo lần lượt là L2 bằng 4 lần L1. Ban đầu hai vật này ở cân bằng. Nói chung là đề này không khó lắm. Hai vật này ở cân bằng. Cùng truyền vận tốc như nhau để chúng dao động điều hòa, biến độ góc lần lượt là alpha 1 và alpha 2. Thì các em nhớ cho thầy câu này đi. Công thức này, vận tốc cực đại ở cân bằng nó bằng biến độ góc nhân với, xin lỗi các bạn, biến độ dài nhân với tần số góc. Mà biến độ dài thì bằng alpha 0 nhân L, tần số góc thì bằng G chia L. Vậy sẽ ra được vận tốc bằng alpha 0 căn GL. Nói chung công thức này các bạn phải biết em. Đó, công thức này các em phải biết. Vận tốc cực đại của con lắc đơn bằng alpha 0 căn GL. Ok chưa? Ok các em. Vậy thì ở đây người ta cho vận tốc bằng nhau, có nghĩa là V01 nó bằng V02. V01 thì bằng alpha 01 căn của GL1 thì bằng alpha 02 căn GL2. Đúng không? Bởi vì vận tốc người ta bảo là ở vị trí cân bằng người ta truyền cho chúng cùng vận tốc mà. Được chưa? Vậy chúng ta bỏ căn G đi, vậy còn lại là gì nhỉ? Alpha 01 trên alpha 02 bằng căn của L2 trên L1. L2 trên L1. Và căn của L2 trên L1 thì các em nhận ra là L2 bằng 4 lần L1 thì L2 trên L1 bằng căn 4. Căn 4 chính là 2 các em nhé. Được chưa? Vậy câu này chỉ là đáp án là gì ạ? 2/1 đúng không? 2/1. 2/1 chính là 2 đấy. Đúng không? Thì đối với con lắc đơn các bạn nhé, đây là công thức của con lắc lò xo và nó đúng cho cả con lắc đơn này. Nhưng con lắc đơn thì nó có thêm công thức này, này. Và các em đừng có bỏ lỡ công thức này nhé. Ok chưa? Đấy. Xong câu này em. Thế thôi. Rồi. Câu này là cũng dễ em này. Câu 37. Nói chung là thầy đánh giá là đề này khá là dễ. Nó chả có câu nào hóc búa cả. Hôm trước có một cái đề mà thầy thấy là hôm trước có thầy chữa một đề, bạn nào mà chưa làm có thể vào đấy lấy đề. À, các bạn có thể lấy đề ở dưới comment của bạn nhé. Đấy, bạn nào mà đăng ký khóa học thì cũng có thể đăng ký ở dưới link comment. Nhưng mà bạn nào mà muốn làm đề hôm trước nó hay hơn đề này. Đấy, đề này nó cũng thầy thấy nó khá là đơn giản, không khó lắm. Rồi, tiếp tục nghe này, câu 37 nghe. 37 nhé. Đây là đề thi của Sở Nam Định lần 2 các bạn. Câu 37 này. Đặt điện áp U bằng U căn 2 cốt 100 pt. Và hai đầu đặt mạch gồm có điện trở thuần R, cuộn cảm L và tụ điện C. Các em có mạch trở L C này. Và cuộn này thuần cảm. Ở đây các em tìm được ZL luôn bằng L omega các em nhé. Và bằng L 1 trên pi, omega là 100 pi. Vậy cái này các em là 100. ZL 100. Người ta bảo, ban đầu cường độ dòng điện hiệu dụng là Y. Nối tắt tụ C, cường độ dòng điện hiệu dụng vẫn là Y. Hỏi giá trị của C không vậy? Rồi, thì câu này nó chỉ là đơn giản thế này thôi các em. Lúc đầu mạch có C em nhé, lúc đầu này. Lúc đầu mạch có C. Thì chúng ta có Y ở đấy mà bằng U chia Z và bằng U chia cho gì ạ? Cắn của ZL trừ ZC tất cả bình cộng R bình. Đây là lúc đầu mạch có C em. Sau đó bỏ C đi. Bỏ C đi thì mạch còn lại RL thằng em nhé. Nối tắt kém này. Nối tắt C này thực chất là chúng ta nối tắt hai đầu tụ điện C bằng một cuộn giấy, tức là chúng ta bỏ được cái cuộn tụ điện đi. Mà bỏ được tụ điện đi thì Y ở đấy bằng gì? U chia Z. Và Z ở đây chỉ còn lại là ZL bình cộng R bình. Nhưng mà D nó cho là hai cái Y này em nhé, bằng nhau là, tức là không đổi. Vậy thì các em nhìn vào hai biểu thức này đúng không? Thì để cho hai Y bằng nhau thì chúng ta có là ZL trừ ZC ở trên nó phải bằng ZL. Đúng không ạ? Các bạn nhìn ra không ạ? Để cho chị các em ơi, hai Y này bằng nhau thì mẫu nó bằng nhau.
Bởi vì từ nó bằng nhau rồi. Mà mẫu nó bằng nhau thì cái này phải bằng cái này. Mà hai cái này bằng nhau, nếu như trừ được ZL trừ ZC bằng ZL. Vậy suy ra được ZL trừ ZC bằng trừ ZL hoặc ZL trừ ZC bằng ZL. Và chắc chắn thầy loại cái dưới này. Bởi vì là ZL trừ ZC bằng ZL, vậy là ZC bằng 0 mất. Nó không đúng. Đúng không? Thầy chỉ lấy cái trên thôi. Mà khi thầy chỉ lấy cái trên thì thầy sẽ có được là ZC nó bằng 2 lần ZL. Tức là bằng 200. Đúng không? ZC này. ZC kém nhất bằng 2 lần ZL là bằng 200. Và ZC này bằng 1 trên omega C. Từ đấy suy ra được C bằng 1 trên omega nhân 200. Và cái này bằng suy ra được C bằng gì ạ? 1 trên omega là 100 pi này. Nhân 200. Và từ đấy kém ra được là 10 mũ trừ 4. Mà chia 2 pi kém nhé. Đấy ạ. 10 mũ trừ 4 chia 2 pi. Được không ạ? C bằng 10 mũ trừ 4 chia 2 pi. Đấy. Nói chung là từ ZC này bằng 200 thì kém từ tính ra được là ZC bằng 10 mũ trừ 4 chia 2 pi thôi. Đúng không? Thì câu này đáp án là gì kém nhỉ? 10 mũ trừ 4 chia 2 pi B các bạn nhé. Đúng rồi. Bạn Thanh Trung làm câu này rồi hay sao nhỉ? Đấy chưa? Rồi. Câu 38 nghe em. 38. Câu 38 nghe em nhé. À, chúng ta chỉ cần nắm đại ý thôi. Còn cái việc mà chúng ta những con số xử lý thì nó thực sự là nó không khó. Đúng không? Rồi. Câu 38 nghe em này. Câu 38 như sau ạ. Một cái lắc lo xo theo thẳng đứng thực hiện ra đồng điều hòa, biến độ là 8. Độ cứng là 40, khối lượng là 160. Khi vật nhỏ đang ở vị trí lo xo giãn 6 sen thì lực kéo V tác dụng lên nó có độ lớn là mấy? Bây giờ các em phải tưởng tượng như sau nhá. Thằng này có dao động về biến độ là 8 các em nhé. Đây là cân bằng ô của nó này. Nhưng mà câu hỏi là ở cân bằng nó đã giãn chưa? Thì đây là con lắc lo xo theo thẳng đứng. Nên là ở cân bằng thì nó giãn ra một đoạn là delta là 0 rồi. Được chưa? Và delta là 0 này thì công thức của nó là mg chia k. Và bằng mấy em nhỉ? Tất nhiên chúng ta phải làm d trước đó rồi nhé. Thì các em thầy chữa thì mình thể hay được. Các bạn nhớ là d thầy hay đăng vào gì ạ? 0,04m. D hay đăng vào 12 giờ trưa trên fanpage. Các bạn có thể lấy d. Và thầy sẽ like vào thứ 3 và thứ 3, thứ 5. Để thầy chữa đi. Các bạn nhớ lấy cái link like của thầy. 0,04m các em nhé. Tức là 4 cm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở vị trí cân bằng nó giãn 4 cm này. Thầy đang để đơn vị là 4 cm nhé. Nhưng mà biến độ dao động của nó là 8, tức là bên này là -8, còn dưới này là +8. Đây nó bảo là khi lò xo ở vị trí lò xo, khi vật ở vị trí lò xo giãn 6. Các bạn biết là để cho lò xo giãn 6 thì nó phải nằm ở vị trí nào ạ? Nó chỉ là phải nằm dưới này đúng không? Và vị trí này x phải bằng 2. Đúng x bằng 2 không? X bằng 2 thì lúc đấy lò xo nó sẽ tổng độ giãn của nó sẽ là 6. Chuẩn chưa? Bởi vì ở cân bằng nó giãn 4 rồi, thì nó giãn thêm 2 nữa thì nó là tổng cộng 6. Mà để cho nó giãn thêm 2 nó phải cách cân bằng của đoạn 2, tức là x bằng 2. Nó hỏi độ lớn lực kéo V. Thì công thức của lực kéo V bằng cái gì? Lực kéo V chính là lực phục hồi. Thì lực phục hồi nó bằng trừ K nhân x. Đây là công thức kém nhé. Chắc các bạn nắm được công thức của lực kéo V rồi đúng không? Nhưng mà độ lớn chúng ta cứ tìm giá trị cái đã. Trừ K là 40 này, nhân x là 0,02m này. Nhớ đây là 2 sen mà chúng ta muốn tính lực ra đơn vị Newton. Thì các em phải đổi cái này là 0,02m các em nhé. Đấy chứ ạ, vậy nhân 0,02. Thì cái này bằng mấy? Trừ 40 nhân 0,02 kém ra được ấm 0,8 Newton. Nhưng người ta phải hỏi về độ lớn. Thì người ta hỏi về độ lớn thì chúng ta chỉ cần lấy tuyệt đối, đúng không? Thì câu này chúng ta chọn A, đúng rồi nhé. Rồi, chọn rồi. Đúng rồi, bạn Thanh Trung Lê nhá. Đúng rồi, ok. Đó là câu 38. Câu này đơn giản em nhé. Câu này chỉ là chọn A thôi. Rồi. Câu 39. Chúng ta còn 2 câu nữa. Đó, 2 câu này nhưng mà chúng ta xem 2 câu này như sau. Trong thí nghiệm giao thoát trên mặt nước có hai nguồn kết hợp cách nhau 13 cm. Đây là phương trình của hai nguồn. Trên mặt nước có một đường tròn tâm Y bán kính là 3. Y là trung điểm F1N2. Đếm được 12 điểm giao trên đường tròn mà biến độ cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng bao nhiêu? Rồi, chúng ta nhầm một chút cái em này. Đây câu chúng ta nhầm một chút này. Đây là hai nguồn cái em này, đây là hai nguồn này. Đó, đây là hai nguồn S1 và S2. Và đây là trung điểm Y. Hai nguồn này cách nhau 13. Hai nguồn này cách nhau 13. Nhưng mà ở đây người ta bảo là có một đường tròn tâm Y bán kính bằng 3.
À, đường tròn tâm y bán kính bằng 3 là đường tròn 5 5 gì ạ? Trống cái gì ạ? Trống S1, S2 kém chứ. Và đoạn này bằng 3 kém này, đoạn này bằng 3. Người ta bảo là đếm được 12 điểm trên đường tròn mà có biên độ cực đại. 12 điểm cực đại. Kém biết là gì? Đường trung trực nó cắt. Đường trung trực này là một đường cực đại và cắt gì ạ? Đường tròn tại hai điểm. Đúng không? Đường trung trực là đường cực đại cắt đường tròn tại hai điểm. Còn các điểm cực đại khác thì nó sẽ có tính đối xứng qua trung trực. Đúng chưa? Các điểm cực đại khác nó đối xứng qua trung trực. Vậy thì em biết là 12 này trừ đi cho 2 điểm. 12 trừ cho 2 điểm thì nó còn lại 10 điểm. Nó còn lại 10 điểm em nhé. Tức là mỗi bên nó sẽ có mấy? 10 này chia đôi. 10 này chia đôi thì mỗi bên nó sẽ có 5 điểm. Đúng không? Mỗi bên nó có 5 điểm. Mỗi bên nó có 5 điểm thì em tưởng tượng nhé. Bậc 1 cắt tại 2 điểm này. Bậc 2 cắt tại 2 điểm này. Và xin thưa các em, bậc 3 nó chỉ cắt tại 1 điểm thôi. Đấy, bậc 1 cắt tại 2 điểm, bậc 2 2 điểm, bậc 3 1 điểm. Mà bậc 3 1 điểm thì chúng ta điểm lại xem nào, 1 2 3 4 5. Cộng thêm bên này là 5 là 10, cộng thêm 2 điểm đây là 12, đúng rồi, chính xác. Tức là cái vị trí này chính là vị trí tiếp xúc. Vậy thì suy ra đấy chính là một cực đại em này. Đấy, và nó thuộc đường tròn, nó là tiếp xúc của đường cực đại bậc 3 và đường tròn. Thế các em biết lý thuyết người ta cho là gì? Hai cực đại liên tiếp cách nhau lambda trên trên 2 đúng không? Đấy. Vậy thì ở đây nó là một khoảng lambda trên 2, hai khoảng lambda trên 2 và ba khoảng lambda trên 2. Chúng ta có 3 lambda trên 2 bằng 3 lambda trên 2 bằng bằng 3. Vậy sẽ được lambda bằng bằng 2. 2 sen. Đúng chưa em nhỉ? Là lambda bằng 2 sen. Ở đây nó hỏi tốc độ. Tốc độ. Các em biết là tốc độ ấy, thì bằng lambda nhân f và bằng 2 nhân với tần số f. Thì các em nhìn vào, chúng ta nhìn vào phương trình, em nhìn thấy là omega là 40 pi, vậy tần số sẽ là 20. Vậy là 2 nhân 20 em và bằng 40 em nhé. Cm trên giây. Dạ, 40 cm trên giây. Thế thôi em. Vậy câu này chúng ta sẽ chọn B em nhé, 40 cm trên giây. Xong câu này. Ok, các bạn hiểu câu này chưa? B đúng rồi. Câu cuối em, câu cuối nào. Các bạn hiểu câu này rồi, các bạn comment số 1 được không ạ? À? Bạn nào đang xem live có thể comment số 1 đúng không ạ? Câu 40 này. 40 như sau các em. Một vật chất đồng điều hòa theo phương ngang với biến độ là 8. Vậy chúng ta có A bằng 8 này. Rồi, thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật đi qua vị trí lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu là 0,2 giây. Tốc độ cực đại trong quá trình vật chất động. Câu này cũng dễ các em. Đây là có lắc lò xo nằm ngang em nhé. Và ở cân bằng thì lò xo nó sẽ đồ biến dạng nó bằng không. Đây là vị trí cân bằng O này. Đây là biên trừ A và đây là biên dương A. D nó bảo là gì ạ? Biên độ A này bằng 8 sen. D nó bảo tiếp gì? Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật nhỏ đi qua vị trí lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu là 0,2 giây. Vậy đối với con lắc lò xo nằm ngang ấy, thì lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu ở đâu? Dễ các em. Đối với các lò xo nằm ngang thì lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu ở vị trí lò xo giãn cực tiểu, hay còn gọi là lò xo biến dạng cực tiểu. Vậy nó chính là vị trí cân bằng luôn em nhé. Vị trí cân bằng này chính là vị trí mà lực đàn hồi nó có độ lớn nhỏ nhất và nó bằng không em. Bởi vì ở cân bằng nó có biến dạng đâu em, ở cân bằng nó không biến dạng đúng không? Được chưa? Rồi, vậy thì ở cân bằng độ lớn nó cực tiểu. Vậy thì ở đây chúng ta nhận ra là gì? Hai lần liên tiếp nó đi qua vị trí lực đàn hồi cực tiểu. Hai lần liên tiếp nó đi qua vị trí lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu. Đây là một lần một này, lần hai nó quay về. Vậy hai lần liên tiếp nó đi qua vị trí lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu chính là hai lần liên tiếp nó đi qua cân bằng. Mà hai lần nó đi liên tiếp nó đi qua cân bằng thì suy ra một điều chúng ta sẽ có gì? Lần một, lần hai nó đi qua cân bằng thì chúng ta có gì? Thời gian đấy chính là một nửa chu kỳ. Đúng không? Và một nửa chu kỳ bằng 0,2 giây. Vậy suy ra được chu kỳ bằng 0,4. Chu kỳ bằng 0,4. Vậy suy ra được cái gì? Chúng ta có tần số góc bằng 2 pi chia chu kỳ tế và bằng 5 pi em nhé. 2 chia 0,4 chính là 5 đúng không? 5 pi. Và người ta hỏi vận tốc cực đại. Người ta hỏi là tốc độ cực đại của vật. Thì tốc độ cực đại bằng A omega. Tức là bằng 8. A là 8. Omega là 5 pi. Vậy em đã được 40 pi em nhé. 8, 5, 40 đúng không? 40 pi. Vậy câu này chúng ta chọn D nhé. Đấy. Thì thầy thấy là D này nó không khó lắm. Được chưa?
Nó cũng có một số cấu nó dùng một số mèo nhỏ, nhưng mà tóm lại thì nó vẫn là dễ em nhé. Được chưa? Rồi. Đây này cũng giúp em ôn được nhiều bài. Nói chung là nó ở mức độ cơ bản. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ gì nhỉ? Thầy lái đến đấy là cũng là câu 40 rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng buổi lái ở đấy em nhé. Đúng không ạ? Còn bạn nào mà muốn là lấy đề hoặc là đăng ký học thì các bạn có thể đăng ký học luyện luyện đề tổng ôn trong giai đoạn sắp tới. Các bạn có thể để lại dưới comment thì thầy sẽ anh chị trợ giảng sẽ có liên hệ với các em nhé. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đấy em nhé. Alo. Alo ạ. Nay ngày bao nhiêu nhỉ? 30 tháng 12.